bạn Chư Tôn Đức và toàn thể quý Phật tử từ California, thay mặt Hội đồng Giáo phẩm Hòa thượng Thích Thắng Hoan, Chánh văn phòng Hội đồng Giáo phẩm cũng đã gửi thông bạch Phật đản đến cho toàn thể tăng ni Phật tử chúng ta trong mùa Phật đản. Sau đây chúng con xin mời Đại Đức Thích Trần Sĩ lên lễ đài tuyên đọc thông bạch Phật. Kính Phật Chư Tôn Đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, bây giờ xin đọc thông bạch. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, Hội đồng Giáo phẩm, Chánh văn phòng thông bạch đại lễ Phật đản Phật lịch 2555. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn Đức tăng ni, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử, năm nay tổ chức Phật đản ngồi những lễ nghi cúng dường để tưởng nhớ ơn sâu Chúa Đức Từ Phụ, chúng ta quán niệm nhiều hơn những khổ nạn mà loài người hứng chịu trong những năm tháng gần đây: khổ nạn của chiến tranh, khủng bố, độc tài, bạo lực, thiên tai, bệnh tật, sóng thần, động đất, vân vân và vân vân. Đây là những tướng suy và thiện báo cạn mòn của loài người, từ tướng suy tàn dẫn tới những thiên tai khốc liệt và tàn sát kinh hoàng khác. Thân mạng con người trước muôn ngàn khổ nạn ấy từ khó lường còn mất hơn nào. Chúng ta cần trân quý hơn tình thầy trò, huynh đệ, đồng bào và đồng loại trên hành tinh vô thường khốn khổ này. Hãy cùng nhau tu tập đi trên con đường giác ngộ, hãy tinh tấn hơn trong việc nỗ lực hoàn thiện tự thân. Trong kinh Tăng Chi Bộ Phẩm Cát Tường, Đức Phật dạy: vần sao lành điều lành, rạng đông lành điều lành, sát na lành thời lành, cúng dường bậc phàm hạnh. Thân nghiệp chánh, lời chánh, ý nghiệp chánh, thiện chánh, làm các điều chân chánh thì được lợi an vui lớn mạnh trong Phật pháp. Hãy an vui tu tập cùng bà con quý thuộc, giữ ba nghiệp chân chánh và thanh tịnh, chúng ta hoàn thiện chính mình, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội an bình, quốc gia và thế giới an lạc, để đem lại an lạc và hạnh phúc cho chúng sinh trên khắp hành tinh này. Đây là những việc làm mang nhiều ý nghĩa thiết thực cho những người con Phật, và cũng là pháp cúng dường tối thượng đối với Đức Thế Tôn và giáo pháp thầm thâm vi diệu của Ngài để lại cách đây hơn 26 thế kỷ qua. Mùa Phật đản năm nay, giáo hội mất đi một vị lãnh đạo của hội đồng điều hành, Hòa thượng Thích Trí Chơn. Xin Chư Tôn Đức tăng ni và quý thiện nam tín nữ Phật tử hãy dành một phút để suy niệm công đức của Ngài đối với giáo hội và Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại. Kính thưa quý liệt vị, trong hoàn cảnh địa dư quá rộng ở Hoa Kỳ, giáo hội kêu gọi Chư Tăng Ni trẻ và quý thiện nam tín nữ tích cực hơn trong các sinh hoạt chung của từng tiểu bang mình cũng như trong liên bang của giáo hội. Xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử hãy nhất tâm cầu nguyện và hộ trì cho các từ viện, cơ sở mới thành lập của mình còn đang gặp nhiều khó khăn và thiếu thốn. Giáo hội kêu gọi quý thiện nam tín nữ thực hành hạnh Bồ Tát, người người hạnh phúc, nhà nhà yên vui, bằng cách áp dụng và thực hành những lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày của mình. Chúng ta nên lưu tâm việc giáo dục con cháu và tạo duyên lành tam bảo cho các con cháu trong từng gia đình của mình. Đối với việc thiên tai tại các nước Nhật Bản và Tân Tây Lan, ngoài việc đóng góp tài chánh do giáo hội đề xướng trong nhiều tháng vừa qua, xin các từ viện tổ chức của những buổi lễ cầu siêu bạc đồ giải oan cho những nạn nhân xấu số. Chúng ta tổ chức những buổi thiền quán khổ hạnh về thiên tai và chiến tranh để quán chiếu về nghiệp nhân của nó.
Này các tỳ kheo, các loài hữu tình nào vào một buổi sáng tinh mơ không làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, thì các loài hữu tình ấy, này các tỳ kheo, có một buổi sáng an lành và tốt đẹp. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nguyện sống trong tinh thần từ bi và trí huệ của Đức Thế Tôn để đem lại an lành cho những ai đang hứng chịu các khổ nạn ấy. Nam mô Lâm Tỳ Ni Biên Vô Thọ Hạ Thị Hiện Đản Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thùy Từ Túng Giám California, Phật lịch 2555, ngày 20 tháng 4 năm 2011, thay mặt Hội đồng Giáo Phẩm, Chánh Văn Phòng Sa Môn Thích Thăng Hoan,